Sao thấy cái đầu anh ba càng ngày càng hối? Đâu có, Hoài Hoài ơi, có hối đâu em, chán người ta cao. Ui, trời ơi, mọi cái ra siêu, CDM là ấy nhờ, ra siêu CDM của ấy nhờ. Số đại lý, Casemiro. Bú luôn em Casemiro. Quỷ gọi. Mẹ em ngoài quê mới về cho ít gạo ngon. AB có ăn không em mang qua biếu AB một ít ăn lấy thảo ạ. Dạ thôi, để dành đi em ơi. Gói đầu tiên. Chắc cái gói đầu tiên mai check liền. Ok. Lại tiếp tục nữa là Brazil. Nhưng mà Talikas. Talika là ai nhờ? SVIP ông già ơi. Nó cũng đéo liên quan cho lắm. Lát có rap Việt cô AB. Có chứ, xong cái này đi, xong cái này mình rap Việt luôn. Nó có liên quan nhiều hay không chứ. Không có super VIP mở ngon hơn. Cảm giác không có super VIP mở nó ngon hơn. Super VIP mở ra như cái đầu bùi. Vắng lên thêm cái đầu dẻ nữa. Giữ Casemiro, ê cái Casemiro 23 TI với lại Casemiro 23 TX cái nào ngon hơn em nhờ? Cảm giác 20 TI ok hơn nhờ? TI ngon hơn đúng không? Ừ, TI vẫn ngon hơn chứ. Làm tí gói này nhờ. Làm tí gói 97 này nhờ. Đang ra lửa, nó đang thanh xuân. Sao xui vậy? Là sao nữa? Sao mở cho người ta ngon quá, phải mở cho mình như vậy? Trời ơi, là trời, là sao? Không hiểu. Nổ trước một phát nè A3. Trời ơi, ba cảm ơn nít nha, cảm ơn em nhiều nha. Đây à, không hiểu lắm nha. Còn một gói, hai gói, ba gói, bốn gói, năm gói, sáu gói. Còn sáu gói. Đi hai gói này đi. Người ta khói lửa dợp trời, AB pháo xịt tới chơi đều đều. Toàn pháo không à, pháo mà còn lỡ hát nữa chứ. Chồng yêu, còn coi vi sinh. Cảm ơn em nhiều nha. Cũng chắc nó bị lỗi rồi. Cũng chắc cái chồng đang bị lỗi rồi. Cái gì ra toàn cái gì đó không như trời. Đây gói này mở mồi nha, gói này mở mồi nha anh em. Mở mồi thôi nha, không có tính gì cây này nọ vô nha. Đây 97 712. Cái kèo đó là giặt ở đâu vậy hai? Cái kèo đó là đặt ở đâu à? Đặt ở trên kia kìa, lửa EBS à. Trời ơi, sao Ba Lan mà không lên ít tí? Ai đây? 197, 115, 112, nó ra 114, cùng tạm ổn. Có chơi cái gói này đi. Không mà lo cho ai. Chơi cái gói này đi. Lửa nha, đừng phá hoa, lửa. Mai nó cắt clip lên báo đến lúc đó A Kiêu quan tức mặt cười. Tôi có clip full. Nó cắt clip tôi có clip full. Samenato. Rồi. Một lá hoa cực kỳ ổn áp. Một em phôi quá ổn. Mở cái này mà còn không lên được pháo bông thì thôi chịu. Lửa. Ý. Ở tay ai đây? Tembiaro. Wow, 117. Very. 117 là ok không? Con hàng này ngon không ta?
có hàng này chắc là bán, có người mua, có người hớp, có người hớp nhưng mà để làm phôi. 102 cộng 15 là 117, bữa nãy mình ra 117 rồi thì đéo nào nó là 117 nữa được hết. Nó phải ít nhất là 118, 119, 120. 119, 120 nào? 119, 120 cho anh Trung nào? Lửa. Thị sĩ ai đây? Ít đi. Ai? Sếp Karek Kovonis. Em tin hai làm được mà hai. Đấy. À, shiba. Messi. Có khi nào cái anh 7 luôn không ta? Có khi nào tôi mở cái gói BTB này ra luôn anh 7 không nha? Dám lắm nha. Bây giờ đang cần anh 7, dám mà nó cho lắm luôn á. Cầu được cứ thấy bây giờ chỉ cần ví dụ như là BTB thì chỉ cần anh 7 nè, hoặc là bơm bóp ta nè. Là MU, con hàng MU đang cần bơm bóp ta anh 7. Rồi với lại hai là Leo Messi. Đấy, kiểu vậy. Chỉ cần ba ông đó thôi là được, ba ông đó thôi. Giái trời ra di cây. Ba ông đó thôi là đẹp. England là ai vậy? Rồi đúp ai vậy? England rồi đúp ai vậy? Ê! Dâu câu! Trên 300 tỷ! Nhưng mà cái này là phôi mà! Cái này là phôi mà! Phôi mà! Phôi nặng luôn á. Đội cuối 21kkc đủ cô A3. 21kkc là đi dư luôn em ơi. Dư lộ lờ pháp CV. Làng phi Saliba. Con hàng của Arsenal. Để tôi làm bùa nha. Đập anh 7 lạc đà đi 2. Đập chứ. Ê, còn một gói. Ơ, còn hai gói. Nhưng mà hai gói này tào lao anh em ơi. Coi như bỏ luôn đi anh em ơi. Lỡ trả kèo cho anh em ơi. Úi giời ơi, còn hai gói dưới này anh em ơi. Hai gói tào lao không mà. Hai gói này cao lắm là phôi. Hai gói còn phôi. Thôi thôi. 7 ơi. Tới lượt em đó bảy. Em mà không làm bây giờ thì ai làm? Lên mà lên thiên đàng. Bảy ơi. Rớt anh bảy nhận một cỏ nhận không? Tới lượt em đó bảy ơi. Regino Ronaldo. Đây là lần đầu tiên thấy một cái con cộng 6 là tôi đập. Đây là lần đầu tiên. Kèo 30 giây. Thì làm ơn gà gái ơi, hãy làm mọi người thấy tin tưởng và giao mặt cho tôi. Anh em mình sẽ có kèo với nhau. Ok, ok chưa Khôi? Khôi gà gán. Nếu như cái kèo này lên là biết bao nhiêu thằng sẽ nhảy đầu vô. Nó sẽ kêu anh Trung ơi đặt cho em con này lên cộng 7, đặt cho em con này lên cộng 8 đi anh Trung ơi. Là lúc đó anh em mình hốt bạc. Hốt bạc. Tao fan anh 7 xịt thì Lê Trung 7. Siêu. Hôm nay xin hát về Nhật e quầm A Trung chúc mừng sinh nhật em đi Ca Châu à. Mua về đập là lên. S-I-U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 . Mấy thằng bét có lạc quan ác. Có biết đập con cọc gì đâu mà cố chắc bị mè. Anh tìm kiếm cái gì nữa vậy anh Trung mặt cười. Chứ người tiền nhiệm của anh 7 Market Crash Force. Bảy côi. Chứ anh này ảnh lạc quan gớm. Đồ Minh Chí. 1, 2, 3.
5. Đây rồi. 212255 chắc chắn là như vậy. Yes sir. Tạch 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 tạch. Lần sau tập nít. Lần sau mình tạch cái nít chứ lần này lỡ lên. Lần này lỡ lên rồi. Lần sau mình tạch nít nha.